chào các bạn, mình là Bảo Trâm. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của Grad Logistics. Và ngày hôm nay ở video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về công việc của mình cũng như là công việc của một nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu ở tại công ty Logistics và những thủ tục cần có khi mà muốn xuất khẩu một lô hàng sang Mỹ. Thì công việc của một nhân viên là làm ở vị trí là chứng từ xuất nhập khẩu thì như mình thì mình sẽ làm vận đơn, kiểm tra giấy tờ, cập nhật tình hình lô hàng cho khách cũng như là giải quyết những vấn đề phát sinh trong lúc mà hàng di chuyển cho tới khi là hàng cập bến về tới hàng cập bến ở tại Mỹ và thông quan hàng hóa và cho tới khi mà hàng an toàn về tới warehouse của mình. Tất nhiên là về công việc thì sẽ có một chút khác nhau ở mỗi công ty khác nhau, bởi vì là như các bạn đã biết thì quy trình này đòi hỏi rất là nhiều những công đoạn và thủ tục khác nhau, cũng như là khi có bất cứ một vấn đề gì xảy ra thì các bạn phải biết cách giải quyết nó một cách tốt nhất, nhanh chóng, kịp thời và đúng với những bên liên quan, bởi vì vấn đề này là nhạy cảm. Bên cạnh đó thì còn có các thủ tục kê khai hải quan mà các bạn cần phải biết, bởi vì những thủ tục kê khai hải quan này thì khá là rắc rối và nghiêm ngặt, và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tự mình làm những tất cả, nắm vững tất cả những thủ tục này để mà kê khai hải quan và đưa hàng hóa của mình sang Mỹ một cách nhanh chóng và gọn lẹ nhất. Vậy thì thủ tục khai báo hải quan cần có là gì? Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Thì sau khi mà doanh nghiệp đã xác định được mặt hàng mình xuất khẩu và có được những giấy tờ liên quan cũng như là đã chuẩn bị booking xong với hãng tàu và xác định được thời gian dự kiến tàu rời và cập bến, thì việc đầu tiên nhà xuất khẩu sẽ có trách nhiệm đó là kê khai AMS. Thì AMS này chính là viết tắt của từ Automatic Manifest System. Thì đây chính là một hệ thống khai báo hải quan tự động mà Hải quan Mỹ yêu cầu để kiểm soát hàng hóa vận chuyển bằng tất cả các phương thức xuất nhập hàng hóa vào Mỹ. Và việc kê khai AMS này phải được thực hiện ít nhất là trước 24 giờ trước khi tàu tại Việt Nam khởi hành. Vậy thì không những nhà xuất khẩu cần phải kê khai AMS mà nhà nhập khẩu cũng phải làm điều này. Thì nhà nhập khẩu sẽ kê khai một hệ thống đó là ISS. ISS chính là viết tắt của từ Import Security Filing. Đây là một hệ thống mà yêu cầu nhà nhập khẩu ở Mỹ phải kê khai các thông tin như là thông tin của nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, mã hàng hóa, nhà vận tải, v.v. Và việc kê khai AMS và ISS phải được thực hiện và diễn ra đồng nhất với nhau trước khi tàu khởi hành ở Việt Nam. Và đây cũng là một cách mà chính phủ Hoa Kỳ thực hiện nhằm kiểm tra kép cũng như là đảm bảo rằng sản phẩm đó phù hợp và không có bất cứ nguy hại nào khi nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên là việc kê khai AMS và ISS thì các bạn có thể nhờ những công ty giao nhận vận tải như tụi mình kê khai giúp. Thì chi phí dao động chỉ khoảng từ 25 tới 35 USD cho một đơn hàng xuất khẩu. Và các bạn lưu ý ở chỗ là việc kê khai AMS và ISS đều phải thực hiện trước 24 giờ tàu chạy. Nghĩa là nếu các bạn kê khai ISS trễ thì có thể bị phạt lên tới 5.000 USD. Và tiếp theo mà khi mà hàng hóa của các bạn đã được đóng gói và chuyển ra cảng rồi thì lúc này hải quan sẽ thực hiện việc soi container, đó là X-ray. Thì việc thực hiện này có thể là do hàng hóa có sự nghi ngờ về an ninh hoặc là nó chỉ là một sự kiểm tra ngẫu nhiên. Đặc biệt hiện nay một số hãng tàu như Maersk, Quang Hai thì áp dụng tuyến đường đi thẳng từ cái mép đến Mỹ và do đó thì thủ tục càng nặng nề hơn. Và mình sẽ lấy một ví dụ như thế này. Nếu ngày tàu chạy là vào thứ tư tuần sau
thì khoảng đầu tuần thứ hai thì các nhà xuất khẩu đã phải kéo container để đóng hàng, nhưng thủ tục kê khai thì phải được hoàn thành vào thứ bảy tuần này rồi, và hàng hóa thì sẽ bị giữ lại để soi container. Và đây cũng là một vướng mắc lớn nhất mà các nhà xuất khẩu hay gặp phải. Và tùy theo điều kiện thương mại mà người xuất khẩu hay là người nhập khẩu sẽ phải chịu chi phí phát sinh soi container này. Bởi vì một lần mà hải quan giữ lại soi container thì sẽ mất khoảng từ một tuần cho đến hơn một tuần. Thì chúng ta sẽ phải mất chi phí soi container cộng với chi phí lưu container tại bãi nữa. Và như các bạn thấy thì đây chỉ là một phần nhỏ những bước đầu tiên trong chuỗi làm thủ tục vận chuyển một lô hàng sang Mỹ thôi. Thì đa phần các doanh nghiệp sẽ nhờ đến những công ty như tụi mình, đó là những công ty logistics, để giúp làm hoàn thành tất cả các thủ tục này từ đầu đến cuối để một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Thì lúc này các doanh nghiệp xuất khẩu hay nhập khẩu thì chỉ cần đăng ký một tờ giấy, đó là gọi là giấy POA, đây là viết tắt của Power of Attorney. Thì đây là một loại chứng từ của người ủy thác, mà cụ thể ở đây là khách hàng ủy quyền cho đại lý, là các công ty logistics, thay mặt làm thủ tục liên quan đến vấn đề mở tờ khai hải quan, lấy và vận chuyển hàng hóa, vân vân. Và cũng như mình nói nãy giờ thì POA chính là một thứ cần thiết, bởi vì nếu bạn muốn tụi mình xử lý một lô hàng của bạn thì cái tụi mình cần đó chính là sự ủy quyền của bạn. Và tất cả những gì mà mình nói nãy giờ thì chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi logistics thôi. Và mình sẽ còn có những phần tiếp theo nữa về những hướng dẫn, những thủ tục hải quan cần thiết cho các bạn sinh viên, những bạn mà có cùng đam mê với nghề, được biết thêm và tham khảo thêm. Và những thông tin mà mình đưa đến đây là hoàn toàn miễn phí, cho nên là để ủng hộ mình, các bạn có thể cho mình một like, share và một subscribe để mình có thêm động lực để ra thêm nhiều những cái video hơn nữa cho các bạn tham khảo nha. Và bây giờ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.